Ví dụ buồn ngủ buồn Cối tay cái thả lỏng ra, thả lỏng tay ra bố đi con, bố đi ngủ. Bố đi ngủ. Bố đi ngủ. Đạp dữ rồi hả? Thời gian đông đinh chắc lẽo gặp dịnh khó đi. Thôi đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Đập đâu dữ con. Nói cái vụ gì nó vậy? Bật như tôm vậy. Đập dữ con. Đập lọt cái gối luôn rồi. Ba quay phim phải ngoan chứ con. Ngoan lên quay video mới đẹp chứ. Đập bật 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 nha. Nè, đập dữ vậy.